chào các cô chú và anh chị. Ngoài món mì cháo phở, hủ tiếu là một món được rất nhiều người yêu thích. Với món hủ tiếu này có nhiều cách nấu. Hôm nay Thanh xin mời các cô chú và anh chị cùng ra vườn với Thanh thực hiện món hủ tiếu khô và hoành thánh nha. Sau đây là nguyên liệu và gia vị của Thanh gồm có sườn heo 1kg và sườn non, 100g thịt nạc xay, nửa củ cải trắng, cà rốt, hành tím, ớt, hành ngò, hẹ, vài cọng xà lách và hoành thánh. Gia vị gồm có đường, tiêu, muối, bột nêm và cuối cùng là dầu tỏi. Và sau đây là cách làm của Thanh. Và bây giờ Thanh sẽ nấu nước dùng. Đầu tiên Thanh sẽ bỏ một ít muối rửa xương heo cho sạch. Sau đó Thanh sẽ trụn xương heo trong nước sôi. Kế tiếp rửa sạch lại và Thanh sẽ đem đi hầm. Thanh sẽ bắt nửa nồi nước cho nước sôi lăn tăn. Thanh sẽ cho xương heo và sườn non vào. Kế tiếp Thanh vớt bọt, cho vào đây một muỗng muối, một muỗng đường, hai củ hành tím và nửa củ cải trắng, và nấu trong khoảng thời gian 1 tiếng rưỡi. Sau khi thấy xương đã chín, Thanh sẽ cho cà rốt vào và nêm nếm gia vị lại cho vừa ăn. Và sau đây Thanh sẽ làm nước trộn hủ tiếu khô. Thanh sẽ lấy một cái tô, cho vào 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng tiêu, 2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương ớt và 4 muỗng canh nước lọc. Rồi Thanh sẽ trộn đều lên. Để cho phần nước sốt của Thanh thơm hơn thì không thể thiếu nước tương. Và Thanh sẽ cho vào 1 muỗng nước tương để cho tăng thêm phần hương vị. Sau đó Thanh sẽ bắt một cái chảo, cho 1 muỗng canh dầu ăn, chờ cho dầu nóng. Thanh sẽ cho hành tím vào phi cho thơm. Bây giờ hành tím đã vàng thơm, Thanh sẽ cho phần nước sốt vào và sẽ nấu cho sôi lên và kẹo lại. Và tắt bếp.
Và bây giờ Thanh sẽ xào thịt. Thanh bắt một cái chảo, chờ cho chảo nóng. Thanh sẽ cho vào một muỗng dầu ăn. Kế tiếp Thanh sẽ cho hành tím băm nhỏ vào phi cho thơm. Sau đó Thanh sẽ cho thịt xay vào, xào cho săn lại. Nêm vào đây một chút tiêu, một chút bột nêm, một chút đường và nước mắm. Tắt lửa thế là xong. Kế tiếp Thanh sẽ ướp thịt và gói hoành thánh. Cho vào đây một muỗng hạt nêm, một chút đường, một chút muối, một chút tiêu, nửa muỗng tỏi phi và hành lá. Thanh sẽ trộn đều lên cho gia vị thấm. Và bây giờ Thanh sẽ gói hoành thánh. Đặt miếng hoành thánh vào lòng bàn tay, lấy nhân thịt khoảng 1/3 muỗng. Sau đó Thanh sẽ gói lại cho hết khoảng 30 cái hoành thánh. Thanh sẽ bắt nồi nước lên. Khi nước sôi, Thanh sẽ cho một tí xíu dầu ăn vào nồi, sẽ làm cho hoành thánh của Thanh bóng đẹp và không bị dính. Thanh sẽ bỏ hoành thánh vào luộc. Khi thấy hoành thánh nổi lên là được và vớt ra tô. Thanh sẽ cho vào đây một ít hẹ, một cọng xà lách và vài lát ớt và một chút tiêu. Sau đó Thanh sẽ chan nước dùng lên, bỏ một chút hành ngò. Sau đây Thanh sẽ trụn hủ tiếu. Cho nước sôi vào hủ tiếu, để 3 phút cho hủ tiếu mềm. Sau đó Thanh sẽ đổ ra một cái rổ cho ráo nước. Và bây giờ Thanh sẽ cho hủ tiếu vào một cái tô. Cho một muỗng nước sốt trộn đều lên, cho gia vị thấm. Cho vào đây một muỗng thịt xay, vài cọng hẹ và một ít xà lách, ớt, cuối cùng là thịt xương heo. Rắc tiêu vào. Kế tiếp Thanh sẽ múc một tô nước lèo. Cho vào đây vài cọng hẹ và một ít tiêu. Xin mời các cô chú và anh chị cùng dùng hủ tiếu với Thanh nha. Và Thanh sẽ thử hoành thánh trước. Húp một miếng nước súp. Nước dùng thì rất đậm đà, vị ngọt từ xương. Thanh sẽ thử ăn một miếng hoành thánh. Hoành thánh thì mềm, hơi dai một chút. Và phần nhân thịt thì vừa mềm vừa béo. Kế tiếp Thanh sẽ thử tô hủ tiếu. Sợi hủ tiếu mềm dai, rất là hấp dẫn. Thịt thì thơm và mềm vừa phải. Vị nước sốt ngấm vào từng sợi hủ tiếu rất là ngon. Thịt thì mềm vừa chín vừa thơm mùi của thịt. Cà rốt và củ cải trắng thì mềm tan. Nước lèo thơm nức, vị ngọt đậm đà của xương hòa quyện cùng với gia vị vừa vặn. Xin cảm ơn các cô chú và anh chị. Nếu cảm thấy hay và ngon thì hãy like và share cho Thanh. Xin cảm ơn nhiều. Hẹn Kinh yêu bếp nhiện vườn lần sau. Hôm nay trời mưa,
mà có một tô hủ tiếu nóng hổi thì thật là hết sảy. Thanh xin chào các cô chú và anh chị.